Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Nhật Kim Anh, trên đường chuyển vào Nam, chúng tôi bị cướp hết vàng. Thời gian đó cả nhà tôi phải ăn cơm đồn, đi làm cỏ tranh, quốc đất, làm đồng, làm rẫy là chủ yếu, Nhật Kim Anh kể. Vừa qua, tập 2 chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng lúc 21 giờ Chủ nhật. Tại đây, ca sĩ Nhật Kim Anh đã tâm sự về người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô nói, người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi là mẹ tôi. Từ khi tôi mới chuyển vào Nam, năm 8 tuổi, bố tôi đã bắt đầu có bệnh rồi mất. Tôi chỉ còn mình mẹ. Mẹ luôn là người đứng sau hỗ trợ tôi về tinh thần. Tôi ở Sài Gòn, nay chỉ một thân một mình. Mẹ ở xa, nên luôn luôn là người gọi điện lo lắng mọi thứ cho tôi. Tôi may mắn rằng, đến giờ phút này, chưa làm gì khiến mẹ buồn lòng. Người hỗ trợ tinh thần lớn nhất cho tôi chính là mẹ. Để tạo sự bất ngờ cho Nhật Kim Anh, MC Quyền Linh đã lén mời mẹ cô đến trường quay. Nhật Kim Anh đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy mẹ. Về phía mình, Nhật Kim Anh cũng hào hức khi được giới nghệ sĩ, đồng nghiệp của con gái. Bà tâm sự, gia đình tôi có 4 người con, bắt đầu từ Thanh Hóa vào miền Nam năm 1992. Lúc mới vào, mẹ con tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Tiếp lời mẹ, Nhật Kim Anh nói, thời xưa cha tôi đi đãi vàng nên gia đình cũng khá giả. Nhưng trên đường chuyển vào miền Nam, chúng tôi bị cướp hết vàng. May thay mẹ giấu được vài chỉ vàng trong người nên cũng mua được mảnh đất nhỏ. Bên cạnh đó, mẹ con tôi cũng được là anh em kết nghĩa của cha giúp đỡ nên gia đình dần dần có cuộc sống an ổn nơi vùng đất mới. Thời gian đó cả nhà tôi phải ăn cơm đồn. Đi làm cỏ tranh, quốc đất, làm đồng, làm rẫy là chủ yếu. Chưa dừng lại giai đoạn khó khăn nhất, tưởng chừng không vượt qua nổi. Đối với tôi, chính là bố tôi đột ngột qua đời vì bệnh ung thư phổi. Ông vừa được gia đình đưa vào miền Nam thì đổ bệnh. Bệnh của ông khá nặng nên mẹ và các anh chị phải chạy vạy đủ thứ để lo. Lúc đó mẹ tôi giống như là một nữ anh hùng, trụ cột chính cho gia đình, lo lắng mọi thứ. Tôi thì còn quá nhỏ nhưng cũng đi làm rẫy luôn. Gia đình tôi khó khăn lắm nhưng cuối cùng cũng vượt qua. MC Quyền Linh nghe vậy mới hỏi mẹ Nhật Kim Anh, lúc đó bác có khóc nhiều không? Mẹ Nhật Kim Anh ngậm ngùi, xúc động đến rơi nước mắt. Chẳng giấu gì anh, tôi cũng tủi thân nhiều. Vào miền Nam năm 1992, thì năm 1993, ông xã tôi qua đời. Mẹ con tôi khó khăn đủ đường, nhìn mẹ không kìm được nước mắt. Nam ca sĩ rưng rưng tâm sự, nhìn mẹ không kìm được cảm xúc, nữ ca sĩ cũng rưng rưng tâm sự. Lúc bố tôi gần mất, cả nhà không có gì hết. Ngồi trước nồi cơm độn khoai mì thì mẹ lấy cơm cho tôi với em trai ăn, còn khoai mì thì mẹ với anh chị ăn. Mẹ hy sinh mọi thứ cho tôi. Trước giờ mẹ cũng luôn ủng hộ con cái thích gì là mẹ hỗ trợ hết mình. MC Quyền Linh cũng nghẹn ngào chia sẻ, câu chuyện của gia đình Nhật Kim Anh khiến mọi người đều xót xa. Chúng ta có một chút nước mắt để nhớ về những ký ức đắng cay, nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên ngọt ngào. Mẹ Nhật Kim Anh đã được đáp trả bằng kết quả đẹp là sự thành công của các con, đặc biệt là Nhật Kim Anh. Mỗi người thường thành công ở một lĩnh vực thôi, nhưng Nhật Kim Anh lại thành công ở tận 3 lĩnh vực. Đáp lại lời khen từ đàn anh, Nhật Kim Anh chia sẻ, tôi luôn muốn làm một niềm tự hào đối với mẹ, vì mẹ đã chịu quá nhiều khổ cực từ lúc bố con sống cho tới khi đúng. Đáp lại lời khen ngợi từ đàn anh, Nhật Kim Anh chia sẻ, tôi luôn muốn làm một niềm tự hào đối với mẹ, vì mẹ đã chịu nhiều quá khổ cực từ lúc bố con sống cho tới khi bố mất. Thậm chí mẹ tôi cũng không đi bước nữa để có thể dồn hết tâm sức chăm sóc cho con. Có thể nói đây là người phụ nữ vĩ đại nhất đối với tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.